Đây là cú ngoặt bóng có tên Crichton. Nó gắn với thương hiệu của một trong những huyền thoại lớn nhất bóng đá Hà Lan và thế giới, Johan Cruyff. Johan Cruyff không chỉ chơi bóng đá mà còn mang đến nhiều sáng tạo cho nó. Điển hình như cú ngoặt bóng này hay pha đá penalty độc đáo sau này Messi đã bắt chước. Trước ông, chưa ai từng nghĩ đến những điều ấy. Sau này khi trở thành huấn luyện viên, Cruyff cũng đã mang đến những chiến thuật làm thay đổi cả thế giới bóng đá mà nó vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay. Johan Cruyff khởi đầu sự nghiệp ở Ajax Amsterdam, đó cũng là nơi ông lên đến đỉnh cao thế giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã thay đổi lịch sử đội bóng này. Trước thời Cruyff, bóng đá Hà Lan không có tên tuổi ở châu Âu, nhưng từ khi có ông, họ trở thành một thế lực mới. Ông chính là thủ lĩnh của lối bóng đá tổng lực do huấn luyện viên Rinus Michels khởi xướng. Chỉ trong 10 năm ở Ajax, Cruyff đã có 6 chức vô địch Hà Lan, 4 chức cúp quốc gia và đặc biệt là 3 lần vô địch cúp C1 châu Âu. Năm 1974, với lối chơi tổng lực đó, Cruyff đã đưa đội tuyển Hà Lan vào tới trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử quốc gia này. Dù Hà Lan không vô địch, nhưng sau đó, Cruyff đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Năm 1973, Johan Cruyff đến Barcelona với bản hợp đồng kỷ lục lúc đó là 2 triệu đô la Mỹ. Và ngay lập tức, ông cũng đi vào lịch sử Barca, giúp đội bóng giành chức vô địch La Liga đầu tiên sau 14 năm. Ở Barca, ông ghi một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất của mình, bàn thắng bóng ma vào lưới Atletico Madrid. Lại thêm một phát kiến lớn cho bóng đá. Trong lịch sử, chưa ai ghi bàn với phong cách như vậy. Trong 5 năm ở Barca, Cruyff chỉ có 2 danh hiệu, nhưng tất cả đều nhớ về ông như một trong những huyền thoại lớn nhất của câu lạc bộ. Sau đó, Johan Cruyff trải qua một quãng thời gian thi đấu ở Mỹ, rồi trở về Tây Ban Nha chơi bóng cho Levante. Sau đó, ông trở lại Ajax và tiếp tục có thêm 2 chức vô địch quốc gia cùng với đội bóng này. Ở tuổi 35, vì Ajax không gia hạn hợp đồng, Cruyff tự trọng chuyển sang đội bóng kinh địch Feyenoord và ông có màn phục thù ngọt ngào khi giành chức vô địch Hà Lan ở tuổi 36. Đó cũng là thời điểm ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Nhưng sự nghiệp bóng đá của Johan Cruyff không chỉ có thế. Với bộ óc thông minh siêu việt của mình, Cruyff thêm một lần nữa thay đổi bóng đá thế giới với tư cách một huấn luyện viên. Ông một lần nữa đưa bóng đá tổng lực lên đỉnh cao. Đó là lối bóng đá áp chế ngay từ phần sân đối thủ, thiên về cái đẹp và cống hiến, cũng giống như phong cách của Cruyff. Đỉnh cao của ông là quãng thời gian dẫn dắt Barcelona. Cùng với ông, đội bóng này đã 4 lần vô địch La Liga liên tiếp và có lần đầu tiên giành chức cúp C1 châu Âu năm 1992. Lịch sử Barca đã được chia làm hai phần, trước và sau sự có mặt của Cruyff. Không chỉ là những danh hiệu, triết lý bóng đá của ông đã ảnh hưởng đến cả một thời thế hệ về sau, tạo ra một cuộc cách mạng bóng đá mà sau này là tiền đề của chính lối chơi tiki-taka của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Về cuối đời, Johan Cruyff bị ung thư phổi vì hút thuốc quá nhiều, nhưng ông vẫn rất lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người mắc bệnh tương tự. Nhưng lần này, ông đã không thắng được tử thần. Johan Cruyff qua đời ngày 24 tháng 3 năm 2016. Dù ra đi, nhưng chắc chắn ông sẽ được nhớ mãi như là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử bóng đá.